À, kính thưa quý vị, để không mất thời gian của quý vị quá nhiều, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Hà Tuấn Anh, em 27 tuổi và em là tài xế. Hà Tuấn Anh? Dạ. Nãy trước khi giới thiệu tưởng em là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Dạ không, em Tuấn Anh mà. Tên em đẹp hơn. Bạn này trẻ quá à. Em 27 tuổi mà nhìn em giống như là 20-21 á. Dạ em đi lấy xe gì, em chở khách mà người ta kêu là ủa đủ tuổi không hay là lấy trộm xe nhà để đi chở khách kiếm tiền. Đó, trẻ quá trời luôn. Ủa em lái được bao lâu rồi? Dạ em mới lái được có khoảng 5 tháng thôi. Do thực ra em là tay ngang thôi, chứ trước kia em là đi làm công ty. Cũng có việc gia đình nên em mới nghỉ. Rồi, con em? Dạ, em là Đặng Hồng Thủy, em 29 tuổi. Em làm kế toán. Rồi, mối tình chị em? Dạ, em với chồng em là học liên thông, chung lớp thì không có để ý gì đến nhau đâu. Mà thậm chí là em còn ghét nữa. Tại vì ngồi sau cái anh này, nói chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi. Đó là ấn tượng đầu tiên của em á. Chắc là em không thích lắm đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì không thích lắm. Dùng từ không thích là văn học đó. Dạ. Ghét hơn không? Dạ. Ủa nhưng mà là nói gì với em? Chuyện khó nói lắm. Chuyện của hai người đàn ông mà nên khó nói. Rồi em ấn tượng gì về cô này? Thực ra lúc mới vào lớp thì em chả ấn tượng gì. Chỉ có một lần là vì em in tài liệu á. Em có nợ 500 mà đòi tới giờ. 500 đồng? 500 đồng hả? Dạ. Kế toán mà 500 phải đưa. Nhưng mà đến bao lâu thì mới ấn tượng tốt về bên kia? Dạ, em là người chủ động tán chồng em. Ủa, sao vậy? Dạ, tại lúc đó là anh này với cái anh mà nhiều chuyện kia nữa đó. Mở một cái buổi tiệc là ăn á, rồi giới thiệu tên rồi để làm quen. Lúc mà giới thiệu thì em mới biết là đang FA. Thì nghe FA lúc đó em mới lên ý định là tán. FA là gì? Forever Alone. Forever Alone. Dạ. Dạ. À vậy hả? Dạ. Hiểu rồi. FA là ở không á. Rồi sao? Em chủ động là em nhắn tin cho ổng. Dạ, mình cũng mở ý á. Nhưng mà ảnh thì cứ lơ đi. Rồi sau đó thì em mới là nói thẳng luôn. Mà anh này thì không chịu. Ý là em nói thẳng cứ từ chối miết vậy đó. Ủa sao vậy? Sao đàn ông mà tướng mignon mà sao chảnh quá vậy? Thật ra cũng không phải chảnh thôi, do trước đó cũng có chia tay một bạn rồi. Thôi cứ từ từ. Muốn cho tự do chút. Dạ, tự do chút không đã. Không đau lòng nữa. Thì cứ từ từ, mà vợ em thì cứ nhắn tin tận 3 lần lận. Ủa không đồng ý 3 lần luôn á. Nói chung là nói thì cứ lơ đi anh. Rồi xong rồi bạn em á thì mới nói là thôi chơi chung nhóm nữa. Mà cứ theo đuổi cũng như tán miết như vậy thì sợ đi chơi sẽ làm mất vui. Cái em nói thì thôi không tán nữa, tức là em lơ đi luôn. Xong rồi tự nhiên có bữa đó em đi học trễ á, lại nhắn tin hỏi sao giờ này chưa lên lớp. Em mới nói ông này ngộ, đó giờ có nhắn tin hỏi han gì đâu mà tự nhiên giờ quan tâm. Rồi xong sau bữa đó là hai đứa tự ngầm hiểu là quen nhau gì đó chị. Vậy thôi hả? Dạ. Chứ không có tỏ tình gì. Không có lãng mạn gì hết. Dạ đúng rồi. Quen nhau mà không tặng quà nhau nữa đó chị. Muốn mua cái gì là em thích cái gì em nói đi anh đi mua chứ. Còn em kêu là đó gì chứ ai tặng hoa cho em, anh tặng hoa đi. Anh nói là hoa đâu có ăn được đâu, thì ăn được em tặng. Từ hồi quen cho đến cưới bây giờ là không tặng một cây bông gì luôn đó anh. Anh cũng có máu kế toán. Đâu em có tặng quà mà chị, cũng tặng dây chuyền ấy, nhưng mà cứ sau mỗi lần tặng là làm mất á, nên thôi em chuyển sang đi ăn luôn cho chắc. Ồ vậy chứ tặng chắc ăn thì nó mất hả. Rồi tụi em yêu nhau là suôn sẻ có không? Suôn sẻ không? Thì lúc đầu mà công bố mà hai đứa quen nhau á thì lớp em đa số mấy anh chị lớn tuổi rồi nói là chắc hai đứa này quen nhau gì chắc được 2-3 tháng là xong. Chia tay, tại vì lúc đó em cũng đi làm rồi. Không có nhau như chồng em thì cứ tưng tưng á. Nên mấy anh chị thì không có ủng hộ lắm. Mấy anh chị nói thì quen 2-3 tháng chia tay, lúc đó lại khó nhìn mặt. Thế là cũng quen, rồi đợt ảnh đi về quê á, cũng nói với mẹ là ừ con đang quen bạn gái trên đây. Rồi nói là em lớn tuổi hơn á, rồi mẹ không có cho quen, cũng lên chia tay. Đó, em gọi mấy đứa em ở cùng phòng cũng được 5-6 đứa ra, bọn nó hồ hởi lắm, ngồi cười. Chắc là hai anh chị này trúng cái gì đây. Ăn uống xong rồi đi karaoke, hát hò xong cái kêu anh với Thủy chia tay. Ồ, mấy đứa trời, nó tưởng bọn em đùa, nó còn hồ hởi hơn nữa. Chúc mừng xong cười nói vui vẻ lắm. Sau vợ em mới khóc, bọn nó mới tin là bọn em chia tay thiệt. Mà mấy đứa kia nó công nhận nó nuốt trôi hay gì. Dạ lúc đầu là không có biết anh hay chồng em không có nói. Gần tới về rồi mới nói. Cho nó nuốt xong rồi mới nói. Dạ.
Hôm sau là ăn tiệc chia tay xong là sau đó ăn tiệc quay lại luôn đó anh. Sao mấy đứa này nó ăn hay vậy ta? Mà nó rủ nó quyết tâm là phải cả có hai anh chị đi nữa nó mới chịu. Ừ. Ở sau đó tụi nó có cầu rỉ là chia tay nữa không? Nó cũng cầu bao nhiêu lần rồi đó. Nhưng mà mình không có mắc mưu đúng không? Dạ. Cũng vui á, cặp vui.